Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Cùng Oppo. Thì dòng điện thoại Oppo A52 và A92 vừa đã có phiên bản cập nhật mới rồi các bạn. Thì không biết cái phiên bản cập nhật mới này nó có những cái tính năng nào hữu ích hay không, và những cái trải nghiệm nào thú vị hay không. Thì hôm nay Vui Cùng Oppo sẽ cùng các bạn trải nghiệm xem cái phiên bản mới này có gì thay đổi. Thì xin mời các bạn hãy cùng khám phá nhé. Thì theo thông tin Vui Cùng Oppo được biết á, thì phiên bản cập nhật mới này á, đã fix được lỗi Zalo Call bị hú trên dòng điện thoại Oppo A52 và A92 các bạn. Trong cái review trước á, thì Vui Cùng Oppo cũng đã hướng dẫn các bạn cách khắc phục tạm thời Zalo Call bị hú là tải về phiên bản thấp để chúng ta sử dụng tạm thời. Thì để trải nghiệm thử xem cái phiên bản mới này có thật sự đã fix được lỗi Zalo hay không, và có những cái tính năng nào nó mới trên phiên bản mới hay không á, thì chúng ta cùng cập nhật nha các bạn. Ok, bước đầu tiên chúng ta sẽ như thường lệ thôi, chúng ta sẽ mở wifi, ta vào cài đặt nha các bạn. Cập nhật phần mềm nè các bạn. Đấy, đây là phiên bản mới này. Trước tiên thì chúng ta sẽ check lại phiên bản cũ xem như thế nào ha các bạn. Chúng ta giờ rõ rồi, các bạn bấm sao thằng 1 2 3 4 thằng. Đây là phiên bản A19 ha các bạn. Ok, chúng ta lại vào cài đặt. Cập nhật phần mềm. Đây là phiên bản được đề xuất nè các bạn. Đây. Chúng ta sẽ cùng tải xuống nha các bạn. Hệ thống đang tải ha các bạn. Thì quá trình cập nhật này nó sẽ nhanh hơn chúng ta quá trình cập nhật lên từ Colos 6 mới lên Colos 7 ha các bạn. Ok, chúng ta cùng chờ nha các bạn. Wow, trước tiên thì để cập nhật lên đó, xem có gì mới lại không, thì chúng ta sẽ xem tổng thể cái phiên ở phiên bản cũ là A19 ha các bạn, và những cái icon giao diện. Wow, đây icon cái ứng dụng này, giao diện khi mà chúng ta cập nhật lên xem nó có những gì đặc biệt hay không. Và vừa cùng cũng Oppo cũng đã reset máy này lại rồi, đang ở không có dữ liệu là cũng ở phiên bản gốc đó các bạn. Chúng ta vào xem những cái giao diện đó, các bạn. Giới thiệu điện thoại các bạn. Đây. Ok, chúng ta cùng nhau chờ tải xuống nha các bạn. Đây là phiên bản A31 nha các bạn. Khi mà chúng ta tải xong đó, chúng ta sẽ cập nhật lên, thì quá trình này nó sẽ không bị mất dữ liệu ha các bạn. Quá trình tải cũng sắp xong ha bạn, các bạn chờ trong giây lát ha các bạn. Ok, quá trình tải đã xong ha các bạn, thì các bạn chờ cho máy sẽ tự động cập nhật ha các bạn. Đây, chúng ta sẽ chọn cập nhật ngay ha các bạn. Quá trình up này chắc cũng tầm khoảng 1 đến 2 phút đó các bạn. Ok, máy đâu xong ha các bạn. Ok, chúng ta cùng check thử xem ha các bạn. Đấy, giao diện thì không có gì thay đổi ha các bạn. Ứng dụng cũng không có thêm được gì ha các bạn. Vào, chúng ta sẽ vào xem cái tính năng khi mà bản mới này nó là có những tính năng nào ha các bạn. Ok, các bạn chọn tính năng để xem ha các bạn.
Và nó sẽ được fix lỗi về sửa lỗi Zalo nữa các bạn, bị tiếng vang và thêm bảo mật về hệ thống các bạn. Ok, nó chỉ là phiên bản này chỉ fix lỗi Zalo thôi, ngoài ra thì nó không có thêm những tính năng nào khác các bạn. Các bạn nên cập nhật để cho mình sử dụng ổn định hơn. Thì để sử dụng ổn định các bạn hãy cập nhật lên bản mới để không bị khi mà Zalo call nó không bị hú nữa các bạn. Ok, thì tạm thời video mình sẽ tới đây ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.